Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã đến thăm chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến thăm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ viên chức của đơn vị nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng thời biểu dương và trang trọng ghi nhận những đóng góp của Trung tâm trong hơn 2 năm qua ứng phó vấn đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Hốc cũng tin tưởng với truyền thống của mình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hốc sẽ vượt qua khó khăn trở ngại để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Thăm cán bộ y bác sĩ bệnh viện Hoàng Vĩ Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Ngô Xuân Thắng gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của bệnh viện trong hoạt động khám chữa bệnh và phòng chống Covid-19. Với nền tảng hiện có, bệnh viện sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.